Dạ thầy ơi, Nói đi. dạ mình chỉ liệt kê ra những cái thông tin người ta nghiên cứu hay là mình có so sánh sự giống và khác nhau. Có chứ em, có chứ, nãy thầy nói rõ mà. Trong cái quá trình viết này á, thì mình liệt kê những cái đó sẽ là nằm trong cái phần cuối cùng. Nếu mà mấy đứa viết yếu, thì mấy đứa sẽ viết ở đây, viết ở đây này. So sánh giống khác nhau đã nằm ở phần cuối này, tức là tổng hợp phân tích này, được không? Thấy không? Đó. Bạn nào viết yếu thì sẽ làm ở đây, còn bạn nào viết khá đó, thì từng cái phần này này, từng cái này này, to sum up, bắt đầu viết này, hiểu không? Phân tích tổng hợp, tức là nó không có một không có cái gì gọi là bắt buộc phải chính xác hoàn toàn đối với cái cấu tạo của cái literature review. Tuy nhiên thường literature review nó sẽ được viết như vậy, tức là nó có một cái giới thiệu chung, xong cái từng cái phần riêng cũng có giới thiệu riêng, xong rồi có các bài báo. Những bài báo này là chúng ta đem review ra liên quan tới cái title này. Vậy thì khi chúng ta review mà lỡ nó có dư thì chúng ta bỏ đi, tức là ta review là review tổng thể, sau đó là tới lúc ta cần dùng ta bỏ bớt, rồi chúng ta mới lấy cái sum up này, chúng ta viết, ta phân tích tổng hợp là trong những bài này giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào, giống nhau, khác nhau. Nhưng mà nếu các bạn viết yếu đó, viết khá là mới làm này, còn viết yếu thì mình gom xuống mình làm chung với này thôi. Tới đây hiểu không? Dạ hiểu, dạ hiểu. Thì khi mấy đứa làm được cái chuyện này là mấy đứa làm được cái chuyện annotated bibliography. Rồi thầy sẽ đưa một cái bài mẫu của annotated bibliography của mấy năm trước cho mấy đứa xem. Để mấy đứa rút kinh nghiệm thì thầy sẽ để nó trong cái link của lớp mình. Thí dụ cái link này thầy sẽ để cái bài mẫu. Thầy sẽ đây có bài mẫu sửa bài báo nè. Tuy nhiên thầy sẽ bắt đầu để thêm một cái bài mẫu, thầy sẽ vô một cái thư mục nữa ha. Chờ nó chạy cái thư mục, có thể để nó các cái bài mẫu của sinh viên lớp thầy sửa vào. Thí dụ thầy vào vào cái nhóm tiểu luận nha, thầy vào nhóm tiểu luận của thầy. Thì trong nhóm tiểu luận của thầy thì thầy có để những cái bài cũ của những cái lớp trước, nhưng mà chúng ta không phải là để copy mà chúng ta để tham khảo cách viết. Vậy thì ở đây thầy sẽ thí dụ như thầy sẽ lấy cái bài của học kỳ 2 đi. Đó, của bạn Huyền đi. Đó. Thì bạn này có cái tiểu luận nè, thầy sẽ lấy cái này cho mấy đứa xem. Đó. Thì cái tiểu luận của bạn này là đọc 10 bài báo. Bài này được 9 điểm mấy. Đó. Thì bạn này có là declaration, có introduction, có summary của 10 bài báo, sau đó là có viết conclusion là viết tổng hợp phân tích. Thì cái tổng hợp phân tích nó thầy gửi cho mấy đứa xem để mấy đứa tham khảo. Thầy sẽ gửi cái này ha. Mấy đứa không có đi lan truyền tùm lum mấy cái này ha. Cái này chúng ta thầy gửi cho mấy đứa tham khảo thôi. Chứ không phải là để đi copy hay là để đi chia sẻ cái này kia. Học với thầy thì biết trong lớp lớp thầy thôi ha. Rồi, thầy sẽ gửi lên Zalo luôn nè ha. Và đây là những cái thầy mới, cái bản nó phải bản cuối cùng chưa? Thường bản cuối cùng là thầy đã sửa rất là kỹ. Tức là thầy cùng với bạn đã sửa đó. Bạn nó sẽ ngồi kế bên thầy á để sửa cái này. Đây là samples. Thì viết cái annotated bibliography thì nó đòi hỏi như vậy. Có thể là cũng sẽ còn lỗi sai này kia, nhưng mà vẫn ở trong mức làm việc nghiêm túc khoa học là điểm sẽ cao. Rồi, tới đây là thầy đã tóm tắt cho mấy đứa, hướng dẫn cho mấy đứa làm cái chuyện mà từ bài tóm tắt chuyển sang đây. Và mấy đứa xem thêm cái bài của bạn mình. Ví dụ như thầy mở lại nhé. Mở lại. À, đây, từng bài này ha. Đó. Thì mời cái bài báo này. Đầu tiên là viết về lý do nghiên cứu, là introduction của bạn với của mình là không khác gì nhau đâu. Lý do tại sao nghiên cứu là nó y hệt như cái một cái bài mấy đứa đang làm với môn thầy. Rồi, sau đó summary từng bài thì summary như vậy. Đó. Cũng 200 mấy từ cho tới 500 từ một bài. Thì sau khi đọc hết 10 bài này, đã đọc bài, đã thực sự tóm tắt, thì chúng ta mới bắt đầu viết về cái này là 10 cái tờ báo đó đưa vào đây. Rồi, sau chúng ta mới viết về cái conclusion, tức là viết tổng hợp phân tích.
Thì trong đây bạn bạn viết tổng hợp phân tích, và bạn sẽ viết với những cái differences này đó, bạn viết về những similarity này đó. À, bạn viết về những cái order hands, tức là những cái effectiveness, phân tích từng cái một này, những cái điểm riêng biệt mà từng cái đề tài này nó đóng góp đó, rồi sau đó có những cái strength, có valuable reasons này đó, có những cái điểm nào hay tích cực này, vân vân, thì các bạn viết như vậy. Thì đây là một cái minh chứng cho bạn mình đã tóm tắt viết lại, thì các em đọc vào các em sẽ hiểu ha. Rồi rồi nếu mà các em cảm thấy khó khăn nữa thì thầy có đưa bài giảng hồi sáng của nhóm buổi sáng. Nhóm buổi sáng thì nó cũng gần tương đương nhóm buổi chiều đó, nhưng mà cách nói của thầy nó hơi khác một tí. Tại lúc nào cũng vậy, mỗi lần thầy thầy hướng dẫn thì tùy cái câu hỏi lúc đầu giờ của mấy đứa, thì thầy sẽ phải điều chỉnh thì thầy đi vào cái playlist trước ha. Đó, thầy đi vào cái playlist của cái này. Thì vào đây thì mấy đứa kéo xuống dưới cái nội dung cơ bản về phương pháp nghiên cứu. Thì nội dung hồi sáng là nội dung cơ bản về phương pháp nghiên cứu là thầy quay video sẵn ở đây rồi. Nếu mà một lát mấy đứa muốn thầy sẽ nói sơ một tí rồi mấy đứa xem video sau, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái chuyện mà thầy 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 xác định với mấy đứa cái đề tài mấy đứa là làm cái gì. Thì nhóm buổi sáng thì không kịp giờ làm đó mấy đứa, bởi vì nội dung này nó rất là dài. Và một số chú ý khi viết phần lược thảo tài liệu là cái thầy mới vừa làm cho nhóm mấy đứa xem, thì giống hệt với nhóm 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 hồi sáng. Tuy nhiên cái nội dung cơ bản này thì nó rất là dài, và thầy sẽ gửi file sau khi xong buổi học hôm nay, tức là thầy gửi cái file bài giảng, thầy có file bài giảng đây, cái research methodology đây, nó khoảng 100 mười mấy slide gì đấy, thì nó rất là nhiều nội dung. Thì mấy đứa từng cái nội dung này nè thì mấy đứa có thể xem lại, thì lúc đó thầy chỉ đi tóm tắt vào những cái nội dung chính thôi. Vậy thì mấy đứa có thể bắt đầu nói cho thầy nghe là mấy đứa định làm đề tài đó thì mấy đứa sẽ dùng phương pháp gì, thì nó sẽ có thời gian để phản hồi với mấy đứa nhiều hơn. Thì mấy đứa cho ý kiến đi ha, thầy thầy cũng rồi không có nói gì hết thôi, thầy vô bài giảng bình thường ha. Rồi thôi vậy thôi, vậy thì bây giờ thầy đi tiếp ha, thầy đi tiếp nội dung khác. Rồi mấy đứa suy nghĩ kỹ ha. Vậy thì chúng ta sẽ đi Thầy vào lý thuyết. Thầy nói ơi, thầy có lưu cái thầy mới ghi lại không thầy? Cái cái file file em Word. có chứ, em thầy sẽ gửi cho mấy em mà. Em thấy thầy đóng thêm mất rồi. Thầy đóng file hả, để thầy coi phải file này không, nội dung từng bài nè, có chứ, thường máy thì nó luôn mà. Rồi rồi vậy đi em, được chưa? Thì được rồi thầy, tiếp đi thầy. Rồi vậy thì mấy đứa không cần thầy phải giải quyết từng bạn là xem cơ mình đang làm đề tài hướng design là cái gì, phương pháp là gì, thôi thầy sẽ đi giảng lý thuyết từ đầu ha. Thì trong cái research design này nhé, thì chúng ta sẽ tính vào cái chuyện là mục tiêu chúng ta muốn đạt được là gì. Thì ví dụ chúng ta muốn đạt được mục tiêu mô tả, tức là mô tả hiện trạng của cái hành vi, hay là mô tả những cái hiện trạng của một cái sự vật hiện tượng nào đó, chúng ta dùng descriptive. Hoặc là chúng ta muốn dự đoán tương lai, dự đoán cái sự kiện hay là sự vật hiện tượng hay tác động cái gì đó, chúng ta dùng prediction. Và chúng ta muốn giải thích, chứ chúng ta muốn chứng minh, chúng ta sẽ tập trung vào cái mục tiêu là explanation. Vậy thì tùy vào cái mục đích ban đầu này nè mà chúng ta chọn cái phương pháp nghiên cứu. Thì chúng ta sẽ có những phương pháp như là observational method, case study, survey, correlational, quasi experimental và experimental method. Thì rất là nhiều phương pháp ở đây. Thì mỗi phương pháp đều có ưu điểm, nhược điểm và thuận lợi khác nhau. Thì tùy vào cái tiêu chuẩn nữa. Bây giờ bắt đầu xét qua các criteria.
criteria để chúng ta chọn thì thí dụ chúng ta muốn làm cái nghiên cứu mang tính chất là nó phải có hệ thống, nó có bài bản, nó nghiên cứu về kinh nghiệm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thực hiện observation trong cái hệ thống đó. Ví dụ chúng ta nói là một cái cơ quan nào đó đang làm việc trì trệ chẳng hạn, thì ta nghiên cứu làm sao để tìm ra được một cái tìm ra được những vấn đề để mà cải thiện nó. Public verification, ví dụ như có nhiều người ta đồn đại về vấn đề nào đó, hoặc là người ta suy nghĩ về vấn đề nào đó nó khác với nhiều người, hoặc là nó đang phát triển một cái xu thế suy nghĩ gì đó, chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái suy nghĩ của xã hội chẳng hạn. Chúng ta sẽ làm cái public verification. Cái tiêu chuẩn chúng ta là sẽ đi present cái research này to public để mà mình có thể observe nó. Mình sẽ lấy cái đề tài của mình, ví dụ đề tài mình đang nghiên cứu, mình nói là ví dụ như cái thời mà tổng thống Biden với Trump đó, thì người ta hay có cái chuyện là người ta nghiên cứu xem tỷ lệ ủng hộ tổng thống nào, cái người ta mới đưa cái số đó ra ngoài ngoài công chúng, người ta nhờ công chúng xem người ta có chịu cái chuyện đó không, tức là người ta đưa ra là bạn ủng hộ tổng thống nào. Hoặc là ở Việt Nam thì chúng ta có những cái chuyện ví dụ như là chúng ta có nên giúp đỡ người vô gia cư hay không, cái kiểu như vậy. Thì sau chúng ta nghiên cứu thì thấy là có nhiều người thấy là nên giúp, nhiều người thấy không nên giúp, tỷ lệ phần trăm làm sao, kết quả làm sao, sau chúng ta công bố ra cho public. Lúc này người ta bắt đầu người ta cũng quan tâm tới vấn đề đó, bắt đầu người ta criticize nó, người ta check nó lại, người ta thấy là không cần thiết hay là cần thiết gì đó, vân vân. Thì nghiên cứu mình sẽ có nhiều vấn đề để nói lắm. Thì tạm thời chúng ta đi vào nội dung chính, đó là các cái loại phương pháp nghiên cứu. Thì đây là những loại phương pháp nghiên cứu mà thầy nói sơ trước, sau đó thầy mới đi vào cái approach nghiên cứu để cho mấy đứa hiểu. Thì cái approach nghiên cứu thì hồi sáng này có gửi nhóm buổi sáng ở đây để thầy nói sơ lại cho mấy đứa hiểu, để mà nó dễ thẩm thấu hơn tí. Level of research approach. Thì trong cái này thì nó sẽ có để là, tức là do ở Việt Nam mình á, ví dụ mình nói nghiên cứu định tính đi, thì nó là vừa cái approach ở cái tầm vĩ mô, rồi nó vừa là cái công cụ ở tầm vi mô. Nó thí dụ như mình nói là tôi làm nghiên cứu định tính, thì nghe cái định tính đâu nó là cái gì, thực sự nó là một cái phương pháp rất là lớn. Nó là phương pháp bao hàm rất nhiều cái design ở dưới. Vậy thì cái design, cái method này á, nó có thể là định tính định lượng. Vậy thì khi mà mình nghiên cứu cái này giống như là nóc cao nhất này, cái này level 1 này, level to nhất. Đó, cái này là level kế này. Level process này. Cái này là tiến trình nghiên cứu, level thực thi của cái level 1, level process này. Ở dưới này là level cụ thể này, cái này là detail này. Xuống đây là level detail này. Detail là vô đó là cái công cụ gì này kia vân vân. Vậy thì ba cái level khác nhau này á, ba level khác nhau này là ở Việt Nam chúng ta dễ bị nhầm lắm. Ví dụ ta nói là tôi dùng phương pháp định tính, định tính thì nó là đang là approach, nhưng mà ở Việt Nam mình thì tiếng Việt mình chữ approach hay chữ method thì mình hiểu là một, mấy đứa tra từ điển nó cũng là phương pháp đó. Nhưng mà thực sự không phải, ở nước ngoài nó nghiên cứu lâu hơn mình, tức là nó có cái bề dày lịch sử nghiên cứu khoa học á, nên là nó phân biệt cái approach là cái hướng dẫn, cái chỉ đường, cái dẫn dắt, sau đó ta mới tới design cái method. Cái method là cái mà cái thực thi cái cách làm, thì cuối cùng là cái công cụ hay là cái gọi là phương pháp luận. Vậy thì ở đây chúng ta tạm hiểu rằng ta có ba cái tầng bậc trong đây, và thầy đang nói cho mấy đứa nghe về cái tầng bậc thứ hai, tức là cái màu đỏ này, tức là các method trước. Trong cái method này thì từng cái quality, từng cái approach trên đây nó sẽ chồng chéo với nhau, tức là một cái experimental study này nó có thể thuộc cả ba cái này ở trên, và một cái descriptive nó có thể thuộc cả ba cái này ở trên, và cái survey thì nó có thể là thuộc thuộc cái ưu tiên cái quantitative hơn, cái ít cái qualitative hơn, cái kiểu như vậy. Vậy thì thầy ở đây thầy sẽ đi vào nói nhanh ha, bởi vì nếu mà mấy đứa xem lại video của nhóm buổi sáng thì nó sẽ kỹ hơn.
Chúng ta sẽ có một phương pháp mô tả survey, tính tương quan, nguyên nhân kết quả. Rồi chúng ta có là ethnographic là nhân chủng, nghiên cứu nhân chủng, và cuối cùng là experimental study. Nhưng mà đây chưa phải là hết, nó còn nữa mới đó. Tức là khi mà cái này mới là cơ bản thôi, xong nó đi vào cái từng cái qualitative, cái quantitative thầy còn nữa, nên là nó nhiều dữ lắm. Nên là thầy những cái này là thầy đã nói buổi sáng rồi, nên là thầy mới hỏi mấy đứa là những cái này sau khi mấy đứa xem kỹ, thầy chỉ nói những cái cơ bản trong những đề tài mấy đứa đã nói cho thầy nghe thôi. Thì mấy đứa chịu khó suy nghĩ phân biệt cái là mình chọn phương pháp nào luôn, còn mấy đứa không chịu thì bắt đầu mình đi tiếp này. Phương pháp mô tả thì nó sẽ ưu tiên vào diện mô tả và giải thích, diễn giải cái hiện trạng của một cái vấn đề nào đó, một cái nhóm người nào đó, hay là một cái công việc nào đó, vân vân. Thì cái này giống như mình đi thẳng vô là mình investigate gì đó, investigate cái gì đó. Investigate là learner, motivation trong learning cái gì đó, vân vân. Thì đó là descriptive rồi đó. À. Rồi descriptive study thì chúng ta sẽ tập trung vào thu nhiều loại dữ liệu, có thể là định tính, định lượng. Chúng ta thu có thể là từ khảo sát, từ phỏng vấn, từ ghi chép, từ video, từ hình ảnh. Survey thì nó cũng không, đối với thầy thì nó cũng không khác nhiều đối với descriptive. Nhưng mà đối với descriptive thì giống như là cái nguồn dữ liệu của mấy đứa ít, mấy đứa làm descriptive. Tuy nhiên cái survey research này nó sẽ thiên về bên kinh tế nhiều hơn, tức là người ta làm trên một cái tổng thể dữ liệu. Thí dụ mấy đứa làm toàn thể sinh viên tiếng Anh của Hòa An thì mấy đứa sẽ làm cái survey. Tuy nhiên mấy đứa làm chỉ có một vài lớp của Hòa An thôi thì mấy đứa sẽ làm là descriptive. Nó khác nhau chỉ vậy thôi, tức là về cái focus của survey là nằm trong questionnaire, trong khi focus của descriptive làm sao để mô tả được sự vật hiện tượng. Vậy thì mô tả được sự vật hiện tượng thì có thể là bằng phương pháp questionnaire hoặc là phương pháp interview, tức là bằng cái công cụ interview, questionnaire hay là những cái khác nữa. Đây là tiến trình, mà tiến trình thì những cái đề tài như nhau thì thầy có nói từ đầu rồi, đều phải là xác định chủ đề, review literature, rồi phải có xác định đối tượng, có xác định phương pháp dữ liệu, rồi có phái lệch công cụ, thu dữ liệu, phân tích và viết báo cáo. Vậy thì hầu như tất cả những cái gì liên quan tới process của những nghiên cứu này là như nhau, nên những cái này thì sẽ đi nhập. Strength limitation mấy đứa xem sao trên file này ha. Đây là nghiên cứu tổng quan, xin lỗi, nghiên cứu tương quan tức là giữa hai cái vấn đề, chúng ta xem nó có liên hệ gì với nhau hay không. Tức là vấn đề A nó có tương quan với vấn đề B khi mà có một tác động nào đó vào. Ví dụ như mình khi mình tác động là khi mình cung cấp học phí, mình miễn học phí cho học sinh, cho sinh viên sư phạm đi, thì sinh viên sư phạm nó có giỏi lên không, hoặc là cái động lực học tập có tăng lên không. Vậy thì hai cái này nó có tương quan nhau, tức là có nhiều tiền thì có tăng những cái đó lên không. Vậy thì cái kiểu mà ta xem coi mối tương quan giữa các cái nội hàm nghiên cứu với nhau. Cái nghiên cứu này thì hầu hết là chúng ta sẽ involve một cái group nào đó, một hoặc hai group gì đó. Sau đó chúng ta xem coi chuyện gì xảy ra, chúng ta đưa tác động vào, chúng ta xem chuyện gì xảy ra, rồi nó có cái mối quan hệ này, nó có cộng sinh hay là nó có tương hỗ hay là nghịch đảo, hay là tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch gì kia, vân vân. Chúng ta phân tích. Causal comparative research thì ở đây là giống như chúng ta so sánh nguyên nhân kết quả vậy. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm vào những cái nội hàm giữa một hay nhiều nhóm. Thì thầy xin phép thầy xóa bỏ bớt một câu ở đây, cái này mình correlation. Chúng ta làm sao chúng ta xem được là cái biến này, tức là cái nội hàm này có ảnh hưởng tới nội hàm này, cái nguyên nhân này là cái tạo ra cái kết quả này hay không. Ví dụ chúng ta làm cái nghiên cứu liên quan tới muốn muốn làm nghiên cứu loại này, nghiên cứu liên quan tới việc là sử dụng cái phần mềm nào đó để mà làm cho học sinh nó giỏi cái gì đó lên. Vậy thì và một sử dụng một cái phần mềm khác, tức là lấy hai cái phần mềm này đem tác động vào học sinh, xem coi hai cái phần mềm này nè nó có gây ra sự tăng giảm này kia gì không. Hầu như là chúng ta sẽ so sánh cái mối liên hệ giữa các cái biến với nhau. Vậy thì cái này có gây ra cái nguyên nhân này hay không,
cái ghi ra cái tác động này hay không, kiểu như vậy. Và trong cái khóa sơ này, khóa sơ comparative, thì hầu như chúng ta phải cố gắng tập trung vào phân tích cho bằng được những cái reason đằng sau những cái tồn tại khác biệt. Thì chúng ta quay lại cái chuyện mà cái nhóm cái đề tài liên quan tới correlational, thì chúng ta phân tích cái kết quả, chúng ta thấy được kết quả, chúng ta có thể dừng rồi. Tuy nhiên đối với causal comparative là hầu như chúng ta phân tích ra kết quả xong, chúng ta phải tìm cho được tại sao cái sự khác biệt này nó tồn tại, tại sao cái nhóm giàu với nhóm nghèo này nó khác biệt, chúng ta phải phân tích, chúng ta tìm ra đó vậy. Chúng ta qua cái ethnographic research. Thì cái ethnographic research này thì chúng ta sẽ phải đi kiếm, chúng ta sẽ xem trong xã hội chúng ta có những hiện tượng nào, giới trẻ đang có hiện tượng nào. Chúng ta sẽ vào tìm coi một cái nhóm dân tộc nào đó có cái gì. Và thầy xin tùy cái. Chúng ta quay lại thì trong cái nghiên cứu nhân chủng này thì chúng ta nghiên cứu coi có con người nó khác cái gì, chỗ nào, từng cái nhóm chúng ta sẽ đặt vấn đề ra. Ví dụ như cách hành xử của con người sau động đất chẳng hạn, ví dụ thì tại sao người Nhật Bản là có cách hành xử như vậy, thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu những sự khác biệt của một group lớn, một nền văn hóa, vân vân. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao để hiểu được cái routine của một cái nhóm người, ví dụ như sinh viên Hòa An thì có đặc điểm gì khác biệt với sinh viên ở đâu đó hay không, hay là sinh viên đặc điểm của sinh viên Hòa An là cái gì, hay đặc điểm của sinh viên trường đại học Tây Đô là cái gì, vân vân. Tùy chúng ta sẽ phải đi thu thập dữ liệu. Và cái điều kiện là gì, nếu mà giả sử thầy muốn nghiên cứu về sinh viên Hòa An thì thầy phải có thời gian sống và làm việc gần với cái đối tượng thầy nghiên cứu. Ví dụ thầy phải sống ở Hòa An, hoặc là thầy đã từng có thời gian tiếp xúc nhiều với sinh viên Hòa An trong một thời gian dài, thì thầy mới đủ cái kiến thức, kinh nghiệm và dữ liệu để thầy tuyên bố là những bạn sinh viên Hòa An dễ thương chỗ này chỗ này chỗ này, nhưng mà các bạn thường học giờ của thầy là thầy các bạn không bao giờ lên tiếng, thí dụ như vậy. Thì đối với cái loại nghiên cứu này nó có một cái đặc điểm là mình đi tìm cái gì thì mình phải đi vào đối tượng để mình tìm. Ví dụ mình muốn tìm hiểu là người dân tộc Hơ Mông người ta sống làm sao thì mình phải lên dân tộc Hơ Mông mình sống, chứ lên trển mình sống chung mình mới biết, chứ không có dụ mà ngồi đây ngâm nói được. Vậy thì cái đề tài này nó đòi hỏi là chúng ta phải nghiên cứu dài hạn toàn diện, chúng ta sẽ không có thời gian gì, tất cả đề tài của mấy đứa không có đề tài nào liên quan tới cái này cả. Thì ở đây để làm đề tài này chúng ta phải hiểu và phải đi 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 thu thập những cái dữ liệu liên quan tới belief perception phenomenon vortices của những đối tượng này. Rồi chúng ta qua experimental research design, thì trong cái này nó lại có là pre qua qua sai hoặc là quasi qua sai, true và single subject. Chúng ta có bốn loại như vậy, thì trong bốn cái loại này chúng ta sẽ đi từng loại một. Chúng ta thấy là experimental study nó sẽ đi tìm cái tác động của một cái vấn đề gì đó lên cái vấn đề gì đó. Thầy thí dụ đề tài của cái bạn nào mà làm về ngữ âm đi, thầy thầy lấy thí dụ gì cho dễ. Thí dụ bạn nào làm về Elsa Speak tác động đối với Final Sounds, hoặc là Elsa Speak để kiểm tra lỗi, hoặc là Elsa Speak để giúp luyện phát âm ha. Elsa Speak giúp luyện phát âm. Vậy thì Elsa Speak nó sẽ là cái treatment, tức là nó là cái công cụ mà mình đem dùng, mình tác động vào người học, tác động vào người học và xem người học có phát triển hay không. Vậy thì đối với cái đề tài này là trước khi mình nghiên cứu mình sẽ vào làm một cái test, mình cho bạn đọc Elsa, sao ra bao nhiêu lỗi mình lưu đó lại, gọi là pre-test. Mà để làm cái pre-test này thì mình phải đi tìm dữ liệu, mình phải đọc báo này kia để mình coi mình nên test cái gì, test âm nào, câu chữ ở đâu ra. Vậy thì khi mình làm pre-test xong mình để đó,
mình bắt đầu mới 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 đi giới thiệu cho các bạn Elsa Speak, mình mới cho các bạn sử dụng thử Elsa Speak trong 1 tuần 2 tuần, xong cái mình làm cái post test gần tương đương với cái pre test, tức là có thể là cùng giống hệt cũng được, nữa cho các bạn đọc lại gì thì coi có 2 tuần thực tập liên tục này nè có cải thiện không. Vậy thì đó là cái chuyện mà mình làm experimental, tức là mình làm thực nghiệm. Vậy thì thực nghiệm này mà để cho nó là true luôn á, tức là thực nghiệm thực sự luôn á, thì giả sử như mình nghiên cứu 20 người và 20 người này là mình có danh sách của sinh viên ngoài hàng, bắt đầu mình quay quay xổ số random, mình quay xổ số chọn người ra đó, thì như vậy mới là true, tức là mình sẽ chọn thực sự là random trong cái bối cảnh của ngoài hàng. Tất cả sinh viên tiếng Anh mình sẽ quay ngẫu nhiên, nó dính tên ai là mình sẽ làm nghiên cứu với người đó. Đó. Còn nếu mà mình làm mà chọn không ấy thì nó sẽ là qua sai. Thì mình phải có 2 nhóm, một nhóm là đối chứng, một nhóm không đối chứng. Vậy thì một nhóm là học ngữ âm, tức là mình cho họ học ngữ âm với cái chuyện bình thường, tức là tôi có một cái bài kiểm tra ngữ âm này các bạn làm thử đi, cái làm thử xong xong cái bạn về bạn coi học bài hen để vài bữa tôi kiểm tra lại. Rồi một nhóm thì mình sẽ làm cái bài test giống vậy, tức là 2 nhóm này đều có cùng bài test. Vậy thì một nhóm là dùng Elsa Speak là công cụ, nhóm kia là chỉ đôn đốc giúp thúc đẩy Zalo thôi, rồi cuối cùng đo cái 2 nhóm này có khác biệt hay không. Vậy thì đó là experimental. Và thường chúng ta giả thiết là cái nhóm một trong 2 nhóm sẽ có nhóm phát triển, có nhóm không phát triển. Vậy thì chúng ta sẽ có cái independent và control variable, tức là chúng ta có cái biến độc lập và biến phụ thuộc. Vậy thì biến độc lập ở đây trong trường hợp này, biến độc lập ở đây là cái biến mà nó sẽ tác động lên cái người khác, còn cái biến phụ thuộc là bị người ta tác động vậy thôi. Thì trong cái đề tài cái loại experimental thì thường nó dễ bị phát sinh cái tình trạng là cái kiểu mà thiên vị. Ví dụ bây giờ mình làm 2 nhóm, cái một nhóm mình muốn cho nó có phát triển nhanh, cái mình ưu tiên mình đưa nội dung vô, mình nhắc nhở nhiều hơn, còn nhóm bên đây mình lền lền cho nó cái nửa kết quả này bên đây tăng hơn, thì cái đó gọi là không, tức là gọi là bị thiên vị, thì nó sẽ làm đề tài bị mất giá trị. Hoặc là giống như tưởng tượng mấy đứa có hai chó đi, hai chó con, giống như một cái đứa mấy đứa cưng, mấy đứa cho ăn nhiều, mấy đứa vuốt ve này nọ kia, còn đứa kia mấy đứa không có ăn nhiều, sau này mấy đứa hỏi hai đứa đứa nào mập hơn đó, thì dĩ nhiên là mình cũng làm thực nghiệm, nhưng mà rõ ràng mà nói là mình bị thiên vị, thì đó là một cái lỗi rất là lớn trong trong experimental study, nên nó mới phải sản sinh ra một cái quasi experimental study. Thì quasi ở đây có nghĩa là thay vì người ta nghiên cứu 2 nhóm thì bây giờ không nghiên cứu 2 nhóm, nghiên cứu 1 nhóm thôi. Vậy thì một nhóm này thôi, bắt đầu lấy cái Elsa tác động vào và xem có phát triển hay không, retest Elsa, post test. Như vậy thì nó là quasi, bởi vì nó không còn là thật sự là cái true experimental nữa, nó đã bị thay đổi rồi. Ngoài ra chúng ta có pre experimental research design, thì cái pre này thường là chỉ là đi làm nhanh cái pre test post test thôi. Nó là cái dạng là giống như là làm pre test post test để giải quyết nhanh cái vấn đề mình càng cần nghiên cứu thôi. Thì nó có những cái design thì nó là one shot case study vân vân, static group comparison design. Thì những cái này thực sự thì nó dành cho những cái đề tài mà cần có số liệu ban đầu để làm cái gì đó cho những bước tiếp theo. Quasi thì chúng ta sẽ cũng có thể là có control, có experimental, có pre, có post, nhưng có thể là không cần phải random selection của cái participants. Tuy nhiên là cũng do hiện đại mà, nên là có những trường hợp chúng ta chỉ làm experimental thôi, không có control group luôn, chẳng cho phép. Hoặc là quasi nó vẫn có trường hợp thầy đã từng hướng dẫn là mình nghiên cứu về về nhận thức của người học đối với tiếng Anh sau khi sử dụng phần mềm Elsa, thì các bạn này phải được học Elsa, học từ đầu tới cuối, nhưng mà mình không có làm retest post test, mà mình lại sau khi mình các bạn này học xong thì mình bắt đầu mình đi phỏng vấn khảo sát về cái chuyện bạn thấy Elsa có giúp được gì không đó, thì nó cũng là qua sai. Rồi cái này thầy lướt nha, rồi lướt luôn. Được.
Rồi qua case study thì nó sẽ giống giống như một cái trường hợp gọi là single subject study. Case study là mình sẽ nghiên cứu một trường hợp, mà trường hợp đây có thể là một con người, có thể là một nhóm người, có thể là một đơn vị, có thể là một quốc gia, có thể là một tỉnh. Nghiên cứu lâu dài. Thì case study thì nghiên cứu toàn diện với vấn đề nào đó. Mình có cái sự tương đương một tí tẹo với cái single subject design. Thì cái tương đương ở đây là gì? Tương đương ở đây là gì? Là chỗ là cái case study với cái single subject, thì cái single subject nó thường là individual. Trong khi cái case study thì nó cũng có thể là individual. À, chỉ vậy thôi. Vậy thì khi mà mình nghiên cứu single subject, mình nghiên cứu về vấn đề nào đó của cái individual person. Case study mình có thể nghiên cứu về nhiều vấn đề của một cái individual person, hoặc là mình nghiên cứu về một group of people, nghiên cứu rất là nhiều thứ trong đó. Khác nhau chỉ vậy thôi. Rồi, ở đây là cái hồi nãy chỗ level đó, chỗ level của các approach khác nhau, thì chúng ta so sánh là approach nó khác với method chỗ nào. Thì cái nãy giờ thầy đang nói với mấy đứa là cái method đó. Thì cái method á, nó sẽ là cái tiến trình để mà mình làm. Ví dụ mình làm cái đề tài này là làm như thế nào, gồm những công cụ gì, thu cái gì. Thì cái approach nó là sẽ đi về cái ý tưởng, cái định hướng. Nó đi về cái lý thuyết nói chung. Vậy thì, thí dụ ta nói về cái approach này là approach định lượng. Vậy thì trong cái phương pháp nó sẽ có dữ liệu liên quan tới định lượng nhiều hơn. Cái kiểu như vậy. Thì nó sẽ làm sao để có được dữ liệu đó. Vậy thì hai cái này nó khác nhau như vậy. Bây giờ bắt đầu mới nói tới approach. Và một hồi trong cái approach này mấy đứa sẽ thấy được cái method. Tức là hồi nãy là thầy nói method chung, bây giờ tới cái approach, để mà trong cái approach này mấy đứa nhìn thấy các cái method mà thầy mới nói, hoặc là những cái method khác nữa. Thầy nói nhiều quá thầy khô họng à. Thầy đi tiếp đi. Thì đối với cái qualitative approach thì nó sẽ có cái nội hàm, nó là qualitative có nghĩa là định tính. Cái approach liên quan tới định tính. Thì hầu như là chúng ta có những cái method phổ biến là để interview, observation, diary, journal gì đó. Vậy thì trong đây nó có structure hay là semi structure hay unstructured interview. Thì cái này tới cái tuần số 4, số 5 gì đó, khi mà thầy dạy mấy đứa về xây dựng công cụ nghiên cứu interview đó, thì lúc đó thầy sẽ nói rõ cái này. Vậy thì cái qualitative research thì nó sẽ liên quan tới cái tiến trình thu dữ liệu, phân tích dữ liệu, diễn giải kết quả dữ liệu, và nó sẽ liên quan tới các cái phenomenon nào đó và liên quan tới sự việc hiện tượng nào đó mà chúng ta thu được cái dữ liệu, là dữ liệu định tính bằng lời hoặc là bằng hình ảnh, nó không phải là con số. Chúng ta phân biệt giữa định tính và định lượng là ở đây là con số, ở đây không phải con số. Vậy thì cái tính chất của qualitative research là nó là một cách tự nhiên. Mình đi thu, thí dụ mình đi lại phỏng vấn bạn bè mình, cho nó nói tự nhiên đi, thu được dữ liệu, kể ra mình nghe, kể nghe, hỏi bắt đầu nó kể nghe, kiểu như vậy. Và thường mình sẽ phân tích bằng cách là mình tổng hợp đó, mình sẽ nhìn thấy điểm chung của dữ liệu mình phân tích ra đó. Thì đối với qualitative research thì mình sẽ không cần hypothesis, tức là đối với quantitative á, là mình phải cần hypothesis. Đối với experimental study á, tức là trong cái method á, thì mình phải cần có hypothesis, tức là mình sẽ giả thuyết cái gì đó. Nhưng mà đối với qualitative là hoàn toàn không có. Trong qualitative hầu như mình đi tìm problems, issues, phenomena gì đó, mình tìm xem coi nó làm sao. Và trong cái qualitative nhiều khi dữ liệu rất nhỏ, đề tài tiến sĩ của thầy là thầy chỉ phỏng vấn có 3 giảng viên thôi, phỏng vấn năm này qua năm nọ, không có nhiều. Nhưng mà dữ liệu mà đánh máy ra thành transcript, cái phần dữ liệu không, là khoảng gần 200 trang. Nên là ở đây là không cần nhiều cái mẫu. Chúng ta có nhiều mẫu, chúng ta làm định lượng, chúng ta không có nhiều mẫu, chúng ta làm định tính. Thì định tính thì nó sẽ có một cái giới hạn gì? Làm sao chúng ta biết ta phỏng vấn một người là đủ? Chúng ta phỏng vấn một người xong. Xong chúng ta phỏng vấn người thứ hai, thấy người thứ hai này không khác gì người thứ nhất thì chúng ta ngưng, vì chúng ta được hai người. Người thứ hai mà khác người thứ nhất, phỏng vấn tiếp người thứ ba. Người thứ ba thấy không khác gì hết, ngưng. Nhưng nếu có khác là phỏng vấn tiếp. Vậy thì ba cái dữ liệu định tính nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu dữ liệu.
tôi mới phân tích được. Và dữ liệu nó có thể là words này, có documents này, có picture, videos các thứ. Thì trong 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 phân tích dữ liệu định tính, chúng ta có bốn cái khái niệm này. Chúng ta chú ý để đảm bảo cho nó mang tính chất khoa học. Thì cái này chừng nào tới phân tích thì thầy sẽ nói rõ hơn. Bây giờ thì thôi chúng ta đi qua. Vậy thì khi mà nói tới qualitative research approach thì bây giờ chúng ta lại thấy được những cái basic design, hay ta gọi là basic method đó. Ta sẽ có là case study, nãy thầy có nói nè, ethnographic study. Chúng ta có thêm những cái khác là gồm narrative, phenomenology, routed theory và storytelling. Chúng ta có thêm 6 cái này. Vậy thì 6 cái này là những cái mà giống như khúc đầu thầy nói, nó là những cái phương pháp chung phổ biến. Vậy thì nó lại thuộc vào cái qualitative. Đó. Thì narrative ở đây thì chúng ta giống như chúng ta đi nghiên cứu một người về câu chuyện cuộc đời người ta, một cái nhà sư nổi tiếng, một học sinh giỏi, ta nghiên cứu viết về tất cả những câu chuyện liên quan, ta kể thành câu chuyện, chúng ta kể về những cái chuyện đó. Thì chúng ta phải đi nghiên cứu, chúng ta phải tìm dữ liệu, ta phải tập hợp chứng cứ, có những cái gì minh chứng cái chuyện đó, cái này giúp cho chuyện viết báo này kia sau này, thu thập dữ liệu. Chúng ta qua những cái khác thì chúng ta có rồi. Chúng ta qua quantitative approach. Thì quantitative ở đây thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Chúng ta sẽ mô tả, dự đoán và quản lý các cái biến. Vậy thì ở đây cái đặc điểm rất đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ phải nghiên cứu về các cái loại dữ liệu, xin lỗi, các cái nhóm đối tượng mà chúng ta buộc phải tập trung vào các cái chiến lược để chọn mẫu. Tức là khi mà nói tới quantitative là nói với con số to, số lớn. Vậy thì những con số to, những số lớn này thì giống như là toàn bộ trường, hay là toàn bộ Hội An, toàn bộ khu đó, toàn bộ ngành Anh Văn ở Hội An. Thì chúng ta sẽ, khi chúng ta có được cái bối cảnh dữ liệu như vậy, chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện làm quantitative. Đặc biệt trong đây thì chúng ta phải sử dụng con số. Vậy thì chúng ta làm những cái phiếu khảo sát giống như Likert vậy đó, chọn 1, 2, 3, 4, 5. Đó là định lượng đó. Hoặc là chúng ta có là các bạn đánh giá mức độ hài lòng không hài lòng vân vân. Hoặc là những con số có những chuyện như vậy. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta tìm thí dụ chúng ta có 1.000 sinh viên đi thì chúng ta sẽ tìm bao nhiêu, thì tới cái lúc mà phân tích phân tuần sau đi, tuần sau tới lúc mà xác định là nếu chúng ta làm định lượng thì chúng ta sẽ chọn bao nhiêu mẫu và chọn ai, chọn như thế nào, thì mấy đứa dự kiến thầy sẽ hướng dẫn thêm về cái chuyện là tính cái công thức làm sao để thí dụ như mình có bao nhiêu sinh viên và bao nhiêu đối tượng thì mình sẽ lấy bao nhiêu người chứ không phải lấy tất cả, kiểu như vậy. Rồi mấy đứa đọc thấy những cái còn lại ha, thầy đi qua mấy phương pháp ha. Chúng ta có hai loại biến, hồi nãy thầy có nói là independent và dependent. Independent variable là chúng ta lấy cái đó làm cái tác động đối với cái biến khác. Dependent là chúng ta là biến phụ thuộc, giống như hồi nãy là Elsa Speak, tác động lên cái kỹ năng, tới cái năng lực phát âm của người học. Vậy thì independent là Elsa Speak, dependent là cái năng lực phát âm của người học. Rồi chúng ta có những cái yếu tố khác. Yếu tố khác ở đây là những cái biến giả sử như là bạn bè giỏi chỉ dẫn. À, thì khi mà bạn bè giỏi thấy mình học chỉ dẫn mình thì nhiều khi mình lại phát triển tốt hơn. Thì vậy thì cái outcome, tức là cái kết quả đó, nó có thể bị thay đổi bởi cái biến khác. Hoặc là có những biến can thiệp, ví dụ người bạn mình cảm thấy là mình đang học cảm thấy tội quá, bắt đầu mới đưa thêm một phương pháp khác nữa. Cái phương pháp đó lại học song song với cái quá trình học ELSA, thì đó là cái intervening. Rồi những cái design hay là những cái method chính của cơ bản của cái quantitative approach thì chúng ta có là descriptive này, correlational, causal comparative, experimental và single subject. Thì những cái này hồi nãy là thầy đã nói phía trước rồi đó. Thì thầy sẽ không có nói lại. Thì bây giờ thầy sẽ vào tiếp một cái là gọi là sampling method. Thì sampling method thì có những cái chuyện là đầu tiên chúng ta phải chọn là random, bởi vì chúng ta làm quantitative chúng ta cần số lượng nhiều lắm. Ví dụ giờ dân số 93 95 tỷ 95 triệu người.
của Việt Nam, chúng ta muốn nghiên cứu của dân dân Việt Nam mà 95 triệu người thì chúng ta chọn bao nhiêu mẫu, chọn ở đâu, ngẫu nhiên như thế nào đó. Hoặc là bây giờ toàn bộ sinh viên Hoàng Anh là 500 người, vậy thì trong cái 500 người này chúng ta chọn ngẫu nhiên số lượng mẫu theo quy định, thì vậy thì chúng ta chọn bao nhiêu đó. Thì chúng ta có thể xác định cái phương pháp chọn, ví dụ như chúng ta chọn là những bạn sinh viên Hoàng An nhưng mà có hộ khẩu tại Hoàng An là điều kiện ưu tiên, ví dụ như vậy. Hoặc là những bạn sinh viên Hoàng An mà không phải là sinh viên, không phải không không có địa hộ khẩu ở Hoàng An, hay là những bạn sinh viên ở Hoàng An học ngành ngôn ngữ nhưng mà phải là từ 3 phải trở lên, vậy thì chúng ta chọn một cái system như vậy. Hoặc là những bạn đó phải là nữ hay là phải là nam, vân vân. Hoặc là có cái stratify sampling này, ví dụ như là chúng ta có hai nhóm, của nhóm buổi sáng, nhóm buổi chiều. Nhóm buổi sáng là 24 bạn, chiều là 34 bạn, ví dụ như vậy. Vậy thì tôi muốn nghiên cứu 10 bạn trên một nhóm, vậy thì sáng 10 bạn, chiều 10 bạn. Vậy thì so về phần trăm thì 10 bạn trên 20 thì nó sẽ khác với 10 bạn trên 30. Thì đó tức là mình lấy the same number cho các nhóm khác nhau. Tuy nhiên cũng có trường hợp chúng ta lấy phần trăm, ví dụ 50% nhóm sáng, 50% nhóm chiều vẫn ok bình thường, tức là nó gọi chung đó là stratify sampling. Nhưng mà cái khác thì mấy đứa về mấy đứa đọc thêm đi, thầy sẽ không nói nhiều. Thầy chỉ cần nhấn mạnh hai chuyện thôi. Mình sẽ có là random sampling, nghĩa là sao? Nghĩa là mấy đứa có danh sách của tất cả các lớp ngoài em, mấy đứa muốn lấy sampling thì mấy đứa bỏ vô mấy đứa xổ số, hoặc là mấy đứa chấm đại để nhắm mắt chấm đại, hoặc là lắc xí ngầu, hoặc là viết hết số vô bốc thăm, đó là random. Rồi convenience sampling có nghĩa là bây giờ là điều kiện khó khăn quá, mình chỉ lấy là sinh viên ngoại ngữ về ngành ngôn ngữ Anh, tuy nhiên là tôi chỉ lấy được cái lớp tôi đang học thôi, thì đó là convenience sampling, tức là các cái mẫu theo sự thuận lợi của tôi. Nên thì mấy đứa sẽ dùng hai cái này là chính, cái trong cái màu vàng. Bây giờ chúng ta qua tiếp, cái tiếp theo là cái mix method. Vậy thì khi mà định tính với định lượng nó rõ ràng, định tính thiên về định tính thì qua định tính thiên định lượng, nhưng mà giật cả hai gấp vô, tức là có những nghiên cứu là nghiên cứu định tính xong rồi nghiên cứu định lượng nữa, tức là phương pháp cộng hết nghiên cứu này tới nghiên cứu khác. Vậy thì nó có thể là định lượng trước định tính sau, có thể là định tính trước định lượng sau, có thể là tí định lượng tí định tính, tí định lượng tí định tính. Vậy thì nó gọi cái này là mix method. Ở trong cái mix method này thì nó sẽ có những cái nguyên tắc kết hợp, tức là kết hợp định tính và định lượng, phân tích cả hai dữ liệu, sau đó so sánh và liên hệ. Có thể là định lượng xong sau đó bắt đầu làm tiếp định tính, sau đó diễn giải chung. Có thể là định tính trước sau đó là định lượng, rồi sau đó bắt đầu tìm ra cái diễn giải phá đinh, hoặc là cả hai cái này làm từng cái và cuối cùng diễn giải. Nói chung là nó như vậy. Vậy thì trong cái mix method thì là cái phổ biến mà sinh viên chúng ta hay làm, tức là phương pháp cái approach là mix method. Trong đó ở dưới phương pháp phân tích thì chúng ta sẽ có là có thể là descriptive, có thể là questionnaire, có thể là survey, tức là dùng các công cụ khác nhau, dùng các phương pháp khác nhau. Vậy thì cái chung ở đây chúng ta sẽ có là quantitative, qualitative và mixed method. Vậy thì cụ thể bên dưới là tùy vào dữ liệu hay tùy vào xu hướng dữ liệu mà chúng ta chọn. Chúng ta ưu tiên chọn quantitative thì có thể là nó là quantitative, nhưng mà chúng ta chọn cả hai nó là qualitative hoặc là quantitative, hoặc là cả hai thì nó là mixed method, chỉ vậy thôi. Và dĩ nhiên làm cái đề tài mà có cả hai như vậy thì trong thời gian ngắn thì nó hơi vất vả. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm descriptive, làm một cái nó là thuộc mixed method mà descriptive, thì chúng ta có thể khảo sát phỏng vấn thì nó vẫn là mixed method, nhưng mà theo cái phương pháp tức là theo cái approach là mixed method, nhưng mà theo cái phương pháp là descriptive hay là experimental, chúng ta làm như vậy. Và cuối cùng là action research. Action research thì nó là một cái mà nếu mà sau này mấy đứa ra trường, lỡ mấy đứa có đi dạy nè, thì nó cũng không khác gì các nghiên cứu mà thầy mới nói chứ. Nó là một cái dạng nghiên cứu mà phát sinh như các nghiên cứu khác, tuy nhiên nó có các cái bước khác. Nó là khi chúng ta xác định vấn đề, ví dụ tự bản thân mình nhìn thấy tôi có vấn đề về phát âm, vậy thì trong năm nay tôi sẽ làm sao để giải quyết cái phát âm này, vậy thì tôi sẽ tự tìm ra những phương pháp và tôi thử nghiệm những phương pháp đó, và cuối cùng tôi xem tôi có giải quyết được vấn đề đó hay không, thì đó là action research. Và trong cái môi trường đi dạy thì giáo viên mà đi dạy thấy học sinh nó hơi lười chỗ này hay là hơi chán chỗ kia
ta tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta áp dụng giải pháp, cuối cùng nó thu thập dữ liệu, chúng ta chứng minh là chúng ta có giải quyết được cái giải pháp, giải quyết được cái vấn đề đặt ra từ ban đầu hay không. Nếu được hay không được gì thì nó cũng là action research, tức là nó nghiên cứu trực tiếp trên lớp học. Và khi mà áp dụng trên lớp học nhiều thì người ta gọi gọi đây là nghiên cứu sư phạm, khoa học sư phạm ứng dụng trực tiếp vào lớp học. Thì tại sao người ta lại làm cái này? Bởi vì người ta muốn muốn đem những cái gì mà mình tìm hiểu trong quá trình nghiên cứu, mình đem áp dụng trực tiếp vào lớp học luôn. Nó dành cho phát triển chuyên môn các thứ vân vân. Vậy thì đối với nghiên cứu action research là nó sẽ có bốn giai đoạn. Giai đoạn planning tức là giai đoạn từng một tới từng hai của mình đó. Giai đoạn action là giai đoạn đi kiếm cái intervention gì đó để tác động vào. Thì giai đoạn thứ hai xong, giai đoạn thứ ba là quan sát, giai đoạn thứ tư là reflection để viết báo cáo. Vậy thì bốn giai đoạn này nó làm liên tục, nó có thể từng giai đoạn một, nó sẽ có từng cycle, cycle một là 4 lần, cycle hai 4 lần. Vậy thì nó làm cái này thì nó cũng không khác, nó cũng na ná với experimental study đó, nhưng mà vì nó giải quyết một cái vấn đề trực tiếp bằng cái action của mình đem ra mình làm, nên nó được có tên gọi là action research. Và trong trong những cái thiết kế thì chúng ta thấy là cycle một nó làm 4 cái, xong nó đem cái reflection nó tiếp tục, nó phát triển thành vấn đề nghiên cứu tiếp, nó làm hoài tới nào ấy thì thôi. Và trong tiếng Việt thì ở trong giáo dục thì nó gọi là nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Và chúng ta tác động một cái can thiệp sư phạm nào đó, ta đánh giá ảnh hưởng, và cuối cùng là chúng ta viết báo cáo. Thì nói thật ra cái action research này nó là một phạm vi nhỏ của cái experimental study, nhưng mà nó không cần có control group với cái experimental group. Thì tóm lại là cái vấn đề lớp học ta tìm ra, ta tìm giải pháp, sau đó chúng ta phân tích so sánh. Rồi, đây thầy giới thiệu sơ cái đề tài của thầy. Thầy là thầy xưa thầy làm nó, thầy có reason, cái nghiên cứu tức là từng một từng hai là tại sao đó, sau đó thầy đọc tài liệu, thầy quan sát, thầy mới nhận diện được những cái đặc điểm bằng cái restudy và cái things that nó. Sau đó thầy interview teacher, interview international student, thì nguyên cái đó nó sẽ giúp cho thầy ra được cái significant learning. Sau đó thầy mới phát triển cái practicum courses, thầy thiết kế khóa học, thầy mới đem thầy dạy cho sinh viên, và thầy đánh giá xem coi sinh viên dựa trên 3 cái yếu tố là reflection, expectation và reflective channels. Thì sau khi đánh giá xong thì thầy có được cái quá trình tiến trình của một cái empirical study và một cái action research. Thì cuối cùng đó là cái đề tài của thầy. Thì những cái này thôi thầy lướt nha, những cái này thì không cần. Thầy sẽ đi vào nội dung khác. Đây là cái đề tài của thầy mà khi mà viết thành cái bản, biểu bản để mô tả. Thì thầy có 2 giai đoạn nghiên cứu. Giai đoạn 1 là empirical study, thì có một cái câu hỏi nghiên cứu và thầy có 3 công cụ. Và câu hỏi vấn đề thứ hai là thầy có 1 câu hỏi nghiên cứu, thầy làm cái nghiên cứu action research và thầy có 4 cái công cụ, thầy có dữ liệu và thầy phân tích. Đó là đề tài của thầy. Thầy chỉ giới thiệu cho em tham khảo thôi chứ không phải bắt mấy đứa làm cái này ha. Thầy lấy thí dụ vào một cái đề tài. Đây là đề tài của một cái bạn làm về impact of IPA in pronunciation on improving learner ability to produce English sound. Thì cái đề tài này rõ ràng chúng ta xác định được cái biến độc lập là cái biến IPA knowledge và practices, cái biến phụ thuộc đó là cái sự phát triển của learning ability to produce the sound. Thì cái đề tài của bạn này thì có thể làm hoặc là descriptive màu đỏ hoặc là cái experimental màu xanh hoặc là cả hai tùy. Như thì đề tài của mấy đứa cũng như vậy. Có những đề tài chúng ta có thể làm được descriptive, có những đề tài có thể làm được experimental, có những đề tài làm được cả 2 giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì nó sẽ là mixed method. Descriptive thì ở đây descriptive thì nó có cả questionnaire, có cả interview, có cả open ended question này kia vân vân. Thì cái đề tài descriptive này của bạn nó là mixed method. Còn đề tài experimental ở dưới cũng là mixed method. Nó thiên về xin lỗi, cái đề tài ở dưới thì nó là quantitative. Nó liên quan tới chỉ questionnaire thôi. Và nó có cái retest process, tức là tất cả dữ liệu là số. Vậy thì nó là quantitative, ở trên nó là cả hai mixed. Thì đây là cái mô hình thử cho mấy đứa nhìn để mấy đứa hiểu. Thầy lấy một thí dụ khác. Thí dụ chúng ta đo về kiến thức, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Vậy thì dữ liệu chúng ta cần thu là định tính cũng được và định lượng cũng được. Thí dụ bài bài viết viết luận đi là định tính, còn nếu mà bài mà làm ra đúng sai ra con điểm là định lượng. Đó, vậy thì phương pháp và công cụ chúng ta có thể là bài kiểm tra hoặc là câu hỏi.
Đó. Rồi thí dụ ta nghiên cứu về hành vi hay kỹ năng thì chúng ta sẽ dùng thang đo, ví dụ đo mức độ đạt được cái hành vi đó, mức độ thích không thích, hoặc là chúng ta dùng cái phương pháp cái thang đo Likert. Likert thì nó có bây giờ rất đồng ý, rất không đồng ý, đồng ý, trung lập, kia vân vân. Thì tới cái phần mà hướng dẫn mấy đứa về về xây dựng công cụ thì thầy sẽ nói cái này rõ hơn. Vậy thì để thu được dữ liệu về hành vi, kỹ năng thì chúng ta sẽ dùng bản câu hỏi phỏng vấn hoặc là khảo sát. Đó. Giờ thầy lấy thí dụ một cái đề tài của thầy ở đây. Một đề tài của thầy làm về vai trò ngôn ngữ của vai trò giáo dục của ngôn ngữ. Thì thầy làm thì trong cái bản khảo sát này thì có 3 thông tin. Gồm thông tin chung là cái mà mình thu mà không phải để phân tích. Chỉ để mô tả đối tượng thôi. Cái số 2 là các quan điểm về việc học của học sinh, và thứ ba là các quan tâm về cái hoạt động giảng dạy ngôn ngữ. Vậy thì thầy có những thông tin chung là như vậy, rồi về phần việc học của học sinh. Ví dụ là tôi nghĩ rằng lắng nghe học sinh là một trong kỹ năng quan trọng trong giảng dạy một cấp độ. Vậy thì người ta đồng tình hay không đồng tình thì đây là cái dạng like cơ từ 1 tới 5. Chúng ta dùng phần mềm thống kê, và trong cái đề tài này của thầy làm bị sai là ngược lại là chỗ là số 1 là tương đương với rất không đồng tình, và số 5 là tương đương, do cái lúc thầy đặt câu hỏi trên đó là thầy thầy làm lộn. Tùy vào cái phần mềm thống kê mà mình sẽ phải xem. Ví dụ trong Excel thì Excel cũng được, thống kê cũng được, chúng ta phải đi tính ra cái reliability. Thì cái này tới chừng nào làm bản câu hỏi rồi sau đó thầy dạy mấy đứa SPSS, thầy dạy cho mấy đứa đi đi pilot công cụ, thầy dạy cho mấy đứa phân tích, thì cái này sẽ có cái nội dung đó. Rồi cái này là cái dữ liệu sau khi chạy SPSS ra. Rồi cuối cùng là mình sẽ học thêm những cái tuần thứ 8, thứ 9 gì đó, nó sẽ liên quan tới là một cái tạp chí thì mình sẽ trình bày tài liệu tham khảo như thế nào, rồi những tạp chí này là có cái cách trích dẫn làm sao vân vân, thì lúc đó thầy sẽ dạy. Rồi đó là hết nội dung của hôm nay. Rồi các em có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ hỏi để thầy tiếp tục giải đáp. Còn nếu Thầy em không ơi, hỏi thầy hướng dẫn như sao những đi. cái em bài của em là về ngữ âm á thầy, là em sẽ cho các bạn làm một bài test thì là nó thuộc về experimental phải không thầy? Không, Cái phương pháp em ngữ âm làm cái gì, nói đi, làm ngữ âm mà làm cái gì thì mới cụ thể được. phát ngôi sao đó thầy, khó khăn trong việc phát âm phát Em ngôi sao. có công cụ tác động không, em có tác động cái gì vào cái quá trình đó không? Dạ chắc dạ không, kiểu như em cho bài để bạn đọc hoặc một đoạn Chỉ ngắn một hoặc bài là thôi, một bài đây, bài để đọc thôi đúng không? dạ Thì nó là descriptive. Bởi vì em làm cái test đó, mà cái test đó là chỉ để thu dữ liệu ngay dạ cái hiện trạng, em đi đi tìm hiện trạng thôi. Chứ em như không có cái pretest, em nghe cho kỹ này, em không có cái pretest. Rồi em dạ không có tác vào, em không có post test thì nó không phải là experimental. Tức là thực nghiệm là khi mình có kiểm soát đầu vào, mình kiểm soát đầu ra và mình có cho ăn. Hiểu chưa? À, Ví dụ thì cái như này là em có thể kết hợp với cái questionnaire không thầy, kiểu như phỏng vấn các được, bạn là các bạn có bị khó khăn an dạ toàn còn được. Tức là em descriptive thì em đang đi mô tả hiện trạng, hiểu chưa? Thì hiện trạng này em thu thập cách là em làm bài test để coi hiện trạng, em quan sát để coi hiện trạng, em làm phỏng vấn để coi hiện trạng, để mà nghe giải thích về hiện trạng, và em làm khảo sát tìm hiểu thêm. Vậy là tất cả đó là quyền của em luôn, tại vì nó là để phục vụ cho cái diện em thu thập dữ liệu để mà mô tả được cái hiện trạng, đúng không? cái khảo sát đó là thuộc về quantitative Nó hay là là dữ liệu. Không, em phải hiểu cho rõ cái khảo sát thầy đang nói nè, phỏng vấn, khảo sát, observation và test của em đang là bốn công cụ, dạ được chưa? Bốn công cụ này trong một cái method gọi là descriptive. à dạ em Yeah. cảm ơn thầy. Cái này nó lại thuộc về cái approach là mixed method. Tới Dạ đây hiểu dạ không? Hiểu chưa? Tức là nó có ba cái tầng trong trong cái design của nghiên cứu. Và dữ liệu em thu được là dữ liệu cả định tính và định lượng. Nên nên nó như vậy. Tới đây hiểu chưa? Giờ em có dùng cả test, em dùng cả questionnaire, em dùng cả cả phỏng vấn, em dùng này kia, thì nó là dữ liệu nó song song rồi, nó đủ loại hết rồi. Nó tên là Dạ. mix. Rồi ai hỏi gì nữa không? Đã hiểu chưa? Hiểu thì chúng ta sẽ bàn. Thầy ơi, cái bài summary của mình hả thầy, nó có đạt được cái yêu cầu gì?
tối thiểu là sao hả? Em đang nói về yêu cầu của annotated bibliography hay là cái yêu cầu đối với cái môn này? Của bài ano, của bài tóm tắt hết hả? Đối với bài annotated bibliography tức là cái tiểu luận tốt nghiệp đúng không? Dạ. Đối với tiểu luận tốt nghiệp thì mấy đứa phải viết tối thiểu 250 trang và có đủ 7 thành phần. Thầy có dạy trong cái mấy bữa trước rồi, mấy đứa xem video lại. À, tối thiểu 250, tối đa 500. Nó có quy định hết mấy đứa, tức là annotated thì nó sẽ có bài điểm đề bài 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 tóm tắt nè. Mấy đứa vào đây mấy đứa xem ha. Mấy đứa thấy trên màn hình không? Đó, một bài báo nè, đoạn trích bài báo, đọc sơ bộ viết tóm tắt nè. Rồi nè, đề mô sửa bài báo nè. Thì những cái này thầy có nói rõ trong đây hết, các em không cần phải hỏi lại, kể cả là thầy đọc bài báo thì viết tóm tắt như thế nào thầy đã làm cho mấy đứa xem rồi. Vậy thì vấn đề bây giờ ở đây là đối với annotated bibliography thì 10 bài đó, mỗi bài nó phải là tối thiểu 250 cho tới 500 và trong đó phải đầy đủ 7 thành phần mà thầy đã nói tới. Rồi nếu mà em nói hỏi về cái literature review của cái môn học này thì nó lại khác. Tức là trong 250 từ đó đó, không nhất thiết mình lấy hết trơn mình đem vô cái literature review. Mình có thể lấy một khúc nào đó liên quan tới vocabulary, mình để vocabulary. Khúc nào đó liên quan tới cái activity, mình để activity. Tới đây mấy đứa hiểu thầy nói không? Thầy thí dụ gì đi ha. Mình đọc một được một cái nghiên cứu đó nghiên cứu về từ vựng. Trong nghiên cứu người ta nói là có rất là nhiều cái hoạt động dạy từ vựng, học từ vựng. Trong những hoạt động từ vựng này thì có hiệu quả như vậy, hiệu vẻ như vậy. À, và học từ vựng thì nó có tầm quan trọng như vậy và cái lợi ích là như vậy. Vậy thì khi mấy đứa review thì mấy đứa sẽ có hết những cái đó trong cái bài summary đó. Nhưng mà khi mấy đứa viết vô, mấy đứa đem cái đó để mấy đứa để vào trong cái literature review cái gì thì cái chỗ nào mà nó liên quan tới định nghĩa vocabulary là gì thì mình lấy đứa để trên định nghĩa. Cái nào liên quan tới benefits thì mấy đứa để benefits, cái nào liên quan tới hoạt động thì mấy đứa đem để hoạt động. Vậy thì nguyên cái bài summary đó mình che nhỏ nó ra, nhưng mà của cùng một tác giả, vậy thì mình nhớ là chia nhỏ nhưng mà nó của tác giả đó. Tới đây hiểu không? Dạ. Lúc đó mình phải dùng cái văn của mình đúng không thầy? Cái summary là văn của mình rồi ông hai. Dạ, cái dạ, summary dạ. Là thầy dạy mấy đứa viết theo văn mình mà, bộ mấy đứa tính không có viết theo văn mình hả? Thì đâu có đâu, thầy hỏi đâu có. Cái summary là văn của mình, nhưng mà trong cái văn của mình thì nó có là purposes đúng không? Nó có là phương pháp nè. Nó có purposes, nó có phương pháp nè. Nó có công cụ nè. Nó có reasons, nó có findings nè. Vậy thì những cái này nó liên quan, ví dụ người ta nói là người ta đã dùng ba cái loại hoạt động để mà nghiên cứu từ vựng, xem con người học có phát triển hay không, kết quả tìm được sự phát triển gì đó. Vậy thì mình nếu mà mình nghiên cứu về từ vựng thì mình nói là ông Tèo này nè, ông nghiên cứu về từ vựng là ông đã tìm được những cái sự phát triển gì gì đó là của ông Tèo, là lấy một ý trong đó rồi. Xong cái mình nói về benefits thì nghiên cứu về benefits thì từ vựng sẽ giúp người ta gì gì đó, thì ông Tèo cũng có nói tới chuyện này nè, thì lấy cái ý trong cái bài summary của mình đem ra. Rồi tới cái chuyện mà liên quan tới những hoạt động thì rất là nhiều nghiên cứu về những hoạt động, mà trong đó là trong cái bài của ông Tèo là có 3 hoạt động, trong bài ông Tý có 5 hoạt động. Vậy thì mấy đứa nhặt đúng cái chuyện đó trong cái summary là bây giờ trở thành cái nguồn dữ liệu cho mấy đứa, để mấy đứa đem những cái thông tin liên quan đem vào cái literature review, mà nhớ đem cái gì thì mở ngoặc đóng ngoặc để cái tên nguồn nó vào. Tới đây hiểu chưa? Dạ được rồi. Rồi tiếp đi. À, nếu mà buổi sáng nếu mà mấy đứa coi cái video về lát thì sẽ publish cái này lên đó. Video về cái phần giảng về phương pháp mà cảm thấy không rõ thì mấy đứa xem thêm cái buổi sáng thầy giảng lâu hơn nha. Rồi. Lý do là thầy rút kinh nghiệm hồi sáng mà thầy giảng xong là hết giờ, không có kịp nói chuyện với mấy bạn. Nên buổi chiều thầy phải gắng nói nhanh để mà còn thời gian nói chuyện. Rồi, ai có thắc mắc gì thì hỏi. Vậy thì nhiệm vụ của tuần này của chúng ta đó là chúng ta tiếp tục đọc báo. Chúng ta tiếp tục đọc báo nè. Tiếp tục đọc báo. Và những cái gì nào chưa hoàn thành ở tuần 1, tuần 2 là gắng hoàn thành. Giờ chúng ta đọc cái kỹ cái phần research method trong sách. Cái này mấy đứa đọc không kỹ thì mấy đứa sẽ... Tức là cái bài giảng của thầy từ trong sách đó ra đó. Thì mấy đứa đọc cuốn nào cũng được, mấy đứa cứ đọc cho thầy. Rồi, sau đó thì mấy đứa sẽ tiến hành là áp dụng vào cái phương pháp của mình. Vậy thì cái đề tài của mình mấy đứa phải chọn cho thầy được là cái design gì. Cứ
tức là dùng dùng cái gì, cái công cụ nào, dữ liệu thu được là loại định tính hay định lượng, là định tính của cái nào, rồi dự kiến participant số lượng bao nhiêu, lấy ở đâu, tại sao, lý do chọn. Vậy thì mấy đứa về chuẩn bị thêm cái này nữa là bắt đầu tuần sau là mình bắt đầu vô demo cái chuyện mà làm sao để thiết kế công cụ nghiên cứu. Rồi tới đây có gì thắc mắc không? Và thầy có gửi một cái file trên đây trước hồi buổi sáng thì mấy đứa có thể xem lại. Thì cái file đó là cái file mà mấy đứa sẽ làm cá nhân đó. Thì cái file này là file mà mấy đứa làm chung trên tập thể mà nhiều đứa bị xóa. Thì bây giờ thầy làm cá nhân, mấy đứa tự bỏ vào đây tên mấy đứa nè, code nè ha. Rồi mấy đứa để research title, question, link to article nè ha. Thì bây giờ mấy đứa để link cũng được, hay mấy đứa để tên bài báo cũng được theo cái kiểu APA. Mấy đứa dùng công cụ gì, cái background của công cụ này, loại dữ liệu, thiết kế, rồi cái participant là cái gì, tiêu chuẩn chọn làm sao, rồi phương pháp phân tích dữ liệu là gì, thì ba cái này là chưa tới nè. Mình còn cái này chưa làm, còn mấy cái lần trước này là có thể làm được rồi nè. Màu vàng là bây giờ có thể được rồi đó. Màu vàng là điền vô được rồi đó. Rồi mỗi đứa tự đổi tên lại. Đổi tên file nha, nhớ đổi tên file. Đổi file thành tên cá nhân. Và đăng vào thư mục cá nhân. Đó. Rồi, tới đây hiểu chưa? Đó. Tới đây là mấy đứa là gần như là hoàn thành được cái chỉ khoảng thêm 2 tuần nữa là mấy đứa hoàn thành được cái bước đầu tiên là cái bước proposal rồi đó. Rồi sau đó thì mình tùy vào tình huống, bạn nào theo kịp nổi nữa thì chúng ta làm tiếp, còn không kịp nổi thì dừng ở cái chỗ ra được công cụ và phải lệnh, tới đó là thầy ổn. Còn ra dữ liệu chưa biết phân tích thì cái chuyện đó là một cái bước cao hơn. Vậy thì thầy điều kiện tối thiểu của mấy đứa qua môn là mấy đứa tới được cái tuần thứ 5. Thứ 6 là mấy đứa đã xây dựng được công cụ, thử nghiệm được công cụ và hoàn chỉnh công cụ để vô cái bài proposal. Đó. Rồi qua được cái đó thì bắt đầu mình có dữ liệu rồi. Lúc này mình dữ liệu mình thu được tốt hay không thì mình lại tính tiếp các bước sau. Rồi mấy đứa cho ý kiến. Thắc mắc gì thì hỏi. Hỏi đi mấy đứa. Tuần sau lễ mình vẫn học bình thường hả thầy? Lễ gì vậy em? Dạ em thấy mấy giáo viên khác cho nghỉ thầy, lễ 2 tháng 9. Ủa lớp mình ngay 2 tháng 9 không? Ngày thứ 6 thì là được nghỉ luôn á. Có liên quan gì với thầy đâu, 2 tháng 9 thứ 5 mà. Mình mới được nghỉ 4 ngày á thầy. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Có vụ đó nữa. Ngày nghỉ thì chừng nào buồn. Không ấy mình học lại đi thầy. Nghĩ có bắt thầy bù không, quan trọng là nghĩ có bắt thầy bù không, mà giờ có thông báo chính thức chưa, chừng nào có thông báo chính thức thì tính ha. Được chưa? Yeah. Ủa thầy ơi, cái chỗ mà literature review á thầy, nãy em thấy thầy có chỉ cho bạn Hương á là mấy bạn kia những cái đề tài khác cũng làm có những cái phần đó đó hả thầy, giống như phải là define. Dạ. Tức là phải file cái công cụ. Thế là xin lỗi, define cái khái niệm, tức là khi mình nói tới cái chuyện là learner pronunciation đi thì mình đang nói tới chuyện gì, hiểu không? Tại cái khái niệm nó lớn quá, mình ví dụ mình nói là năng lực nói tiếng Anh đi thì mình đang nói tới cái chuyện gì, vậy thì mình phải định nghĩa nó lại, không định nghĩa là không được. Rồi tiếp đi mấy đứa. Tức là mỗi đề tài mà nói thì chúng ta sẽ có rất là nhiều vấn đề. Thì thí dụ ta nghiên cứu về, có bạn nào đọc cái đề tài thì nghe thử đi, thầy sẽ nói thử cho mấy đứa hiểu liền. Dạ của em nha thầy. Rồi cứ nói đi, đứa nào nhanh miệng nói thì xử lý đứa đó. Dạ, đề tài của em á thầy là hiệu quả của việc là học từ vựng qua phim có phụ đề á thầy. Rồi, vậy thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ có từ vựng. Mình sẽ định nghĩa từ vựng, hoặc là mình nghiên cứu, mình sẽ tìm các cái bài báo về từ vựng.
để mình nói từ vựng là gì. Ở đây tôi muốn nói từ vựng, tôi nói tới cái gì, hiểu không? Rồi các cái tính chất của từ vựng. Rồi thứ hai là mình sẽ nói là các hoạt động học tập từ vựng. Hoạt động học tập thì trong đó sẽ có liên quan tới học tập qua video. Vậy thì bắt đầu mình sẽ có là những cái đặc điểm tính chất của việc học từ vựng qua video, rồi những nghiên cứu nào liên quan tới hoạt động học tập từ vựng qua video, vân vân. Bắt đầu mình review ra. Tới đây hiểu không em? Đó. Còn còn cụ thể dạ, hơn nữa à. Thì mấy đứa đọc bài mấy đứa mới biết. Thầy thật sự thầy nói là cái hoạt động của từng ngày bắt buộc từng rồi mấy đứa phải có đi tìm bài báo và mấy đứa đọc cái gì đó, thì mấy đứa nghe nó cảm thấy nó hợp lý. Bởi vì khi mà mấy đứa tìm về đọc video á, học từ vựng qua video, thì mấy đứa sẽ thấy là người ta dạy cho học sinh đọc từ học từ vựng qua video bằng cách gửi video cho học sinh, và kể cả là bằng cách là chiếu trực tiếp trên màn hình, và có kể là cho học sinh nó về nhà học theo flip classroom. Rồi trong quá trình học người ta có thể là hỏi liền từ vựng, hoặc là có thể dừng lại hỏi từ vựng, hoặc là có thể là làm bài test sau khi học từ vựng. Nói chung là rất nhiều cách. Vậy thì mấy đứa phải thực sự đọc mấy đứa mới hiểu ra nha. Phải nói đi Vàng, nói đi Vàng. Dạ. Dạ em nói này. Em nói nha thầy. Rồi đứa nữ trước đi, nữ. Dạ em nghiên cứu về lỗi phát âm của các bạn không chuyên á thầy. Ừ, đi đâu có các bạn không chuyên vậy? Con chim quạ hả? Dạ. Ừ, cũng được. Lỡ phát âm của các bạn sinh viên không chuyên quạ. Rồi, à, chỉ đi khảo sát thôi hay là có làm ELSA hay là có này kia không? Dạ, em nghĩ chắc cũng có làm ELSA hay. Nếu có làm ELSA thì phải tìm cái design cho nó phù hợp nha. Tức là khi em có dùng ELSA thì ELSA nó sẽ là intervention, tức là nó sẽ là cái tác động. Vì khi mà tác động thì em sẽ nghiên cứu là experimental hoặc là quasi experimental. Em phải đọc kỹ về hai cái này trong sách. Hồi nãy thầy có nói rồi đó, nhưng mà sợ em không rõ, em phải đọc kỹ lại, hiểu chưa? Rồi em làm dạ, thì hiểu. Em phải có pretest, tức là trước khi em bắt đầu mình cho các bạn làm trước bài test, rồi theo hướng đó thì em sẽ làm bài test, rồi sau đó em dạy hướng dẫn các bạn học cái ELSA. Thì chừng tuần hay tuần gì đó mình hỏi lại coi các bạn có làm tốt hơn không vậy đó, rồi mình khảo sát phỏng vấn vậy hen Quyên. Dạ thầy. Rồi Vàng đi. Dạ cái đề tài của em là ảnh hưởng tác động của thành ngữ đến giao tiếp đó thầy. Bữa hôm thầy có hướng dẫn em là sẽ chọn ra khoảng vài thành ngữ và sẽ cho các bạn đọc và hiểu nghĩa, và cái đó là thuộc descriptive đúng không thầy? Nó descriptive đó. Nhưng mà nó cũng phải là tác động của thành ngữ đối giao tiếp, mà giống như là mình sẽ cái ý đó đó, nhưng mà mình sẽ đổi cái tựa là khảo sát cái EFL learner understanding of English idiom. Hiểu chưa? Tức mình khảo sát cái sự hiểu biết của các bạn hay là của bạn về các cái thành ngữ này thôi. Dạ. Còn là perception cũng được. Perception thì nó sẽ có thể là sự hiểu biết về cách dùng, rồi quan điểm về cách dùng cũng được, nó sẽ rộng hơn. Rồi hỏi em nhé. Rồi ai gì nữa không? Quan trọng là bữa nay mấy đứa học xong, mấy đứa phải biết là mấy đứa làm cái design gì, cái method gì. Cái approach là nó chung quá, mình sẽ lấy cái dưới thôi, design với method thôi. Rồi có công cụ gì, dự kiến công cụ gì, tại sao lấy công cụ đó, rồi chọn đối tượng gì. Đang mình chuẩn bị bắt đầu mình vô là câu hỏi số 1. Thí dụ mình có câu hỏi số 1 là câu hỏi này là what are the problems of EFL learner pronunciation. Thí dụ câu hỏi như vậy. Vậy thì câu này thì mình sẽ dùng công cụ gì? Thí dụ questionnaire, interview, test. Vậy thì questionnaire là thu dữ liệu gì, interview thu dữ liệu gì, test thu dữ liệu, hoặc là một trong những cái đó là được. Vậy thì tới giờ này em phải xác định được chuyện này. Còn ai chưa rõ nữa thì nói. Dạ thầy ơi, right. Của em là những yếu tố tác động đến việc mất động lực trong tiếp thu ngôn ngữ thứ hai thì mình chọn pháp sao thầy? Những yếu tố tác động, cái này làm descriptive được em, hoặc là làm descriptive thôi. Tức là em đi đánh giá cái hiện trạng, tại vì các hiện trạng mà mất động lực là nó có xảy ra, vậy thì em muốn đang đi tìm hiểu về hiện trạng này, vậy thì em sẽ làm khảo sát phỏng vấn. Là nó ra rồi, em đọc tài liệu để em tìm xem những yếu tố nào làm mất động lực.
rồi em suy nghĩ thêm về cái đó. Sau đó em sẽ đi phỏng vấn và khảo sát, thì em sẽ tìm ra được cái kết quả là những cái nào là những động lực phổ biến ở Hòa An làm cho người ta mất động lực. À, vậy đó ha. Rồi, mấy đứa rõ chưa? Không hỏi gì nữa thì sao? Dạ thầy ơi, cho em hỏi là đề tài của em là hoạt động ở các hoạt động để cải thiện cái thách thức ảnh hưởng đến kỹ năng nghe của sinh viên năm nhất đó thầy. Cho em hỏi là cái thách thức ở đây là có phải là cái yếu tố ảnh hưởng không thầy? Có, em đọc lại cái đề tài nghe lại. Dạ, các hoạt động cải thiện những cái thách thức ảnh hưởng đến kỹ năng nghe của sinh viên năm nhất. Ừ. Hỏi thầy sửa cho em á thầy. Ừ, những cái hoạt động ảnh hưởng tới những cái thách thức. Dạ. Những cái challenges đúng không? Ý em là challenge, dịch ra nó nghe kỳ ha. Những dạ. challenges của người học nghe đúng không? Dạ. Vậy thì nó sẽ có hai vế thôi em. Vế thứ nhất là những hoạt động. Dạ. Thứ hai là những cái thách thức của môn nghe, đúng không? Những cổ kỹ dạ. năng nghe. Vậy thì em có thể làm phương pháp và em có thể chọn là có thể là descriptive hoặc là experimental hoặc là cả hai, tùy em. Yeah. Ví dụ descriptive thì mình sẽ đặt cái mình sẽ đọc tài liệu xong mình sẽ tìm ra được những hoạt động, thì mình sẽ lấy những hoạt động này, mình nghĩ là những hoạt động này nó là ảnh hưởng tới môn nghe, nên những hoạt động này sẽ giúp cải thiện được môn nghe hoặc là giúp giúp giải quyết được những cái challenges này, được chưa? Thì mình nhưng mà sẽ... cho em hỏi thầy cái challenge đó có nghĩa là cái là những cái gì vậy thầy? Khó khăn trời tới giờ không thách thức, khó khăn trời, thách thức, challenges là thách thức, học tới giờ không dạ, biết đúng chữ thách nhưng thức mà em hỏi là nó có phải là cái ý nghĩa là cái kiểu như mấy cái yếu tố ảnh hưởng không thầy? Hả? À, thách thức ví dụ bây giờ người nghe người ta đang gặp cái thách thức gì, ví dụ như người ta không có tài liệu nghe nè, rồi khi nghe người ta không nhận diện được thông tin nào, rồi khi nghe người ta bị nhận diện sai thông tin nào. Trời ơi, em không có đọc tài liệu gì chứ dạ. Nhé. Trời ơi, rồi em không thích chữ đó thì em bỏ chữ đó đi. Có gì đâu. Dạ. Ôi, trời, học với tôi mấy tuần mà còn không có hiểu ra nữa. Gán lên. Em cảm ơn thầy ơi. Nói. Dạ, đề tài của em là tác động của podcast đến kỹ năng nghe tiếng Anh đó thầy. Thì mình dùng cái phương pháp gì thầy? Descriptive được không thầy? Được luôn, experimental được luôn, cả hai cái nào cũng được, dùng cả hai luôn cũng được luôn. Lý do là gì nè em? Em đang đi khảo sát một cái yếu tố tác động tới một cái nhóm đúng không? Dạ. Yeah. Một cái hả? Vậy thì em muốn tìm theo cái hướng mục tiêu em là đi mô tả coi nó tác động như thế nào. Dạ. Yeah. Cả hai mặt thuận lợi và bất lợi luôn á thầy. Cái nào nó cũng có được chuyện đó hết. Ví dụ em muốn đi tìm thuận lợi bất lợi thì em đang đi tính xem coi thiên hạ nó bị cái gì đó. Vậy thì chính cái này là em khi mà em đi tìm á, em đọc tài liệu xong em sẽ liệt kê ra được những cái em cần nghiên cứu đó. Thì em khảo sát và phỏng vấn thì nó dạng mô tả, bởi vì mục tiêu của em là đang muốn diễn giải ra nó là cái gì. Tuy nhiên nếu mà em muốn chứng minh nó với số liệu luôn là có retest post-test thì em làm experimental. Còn em không thì em chỉ làm questionnaire interview thôi, bình thường. Hiểu không? Mình mix lên được không thầy? Hả? Mình kết hợp lại hai cái phương pháp được không thầy? Còn tốt em. Tức là trước khi em cho mấy bạn làm thì em sẽ làm experimental trước, ví dụ vậy. Thì em sẽ làm cái retest. Em làm retest một cái test nghe đi. Em lấy một cái test nghe, em cho bạn làm. Xong cái bắt đầu em mới hướng dẫn các bạn làm podcast. Được chưa? À, xong cái khoảng 3-4 tuần gì đó bắt đầu mình kiểm tra lại, bắt đầu mình làm cái post test, mình xem coi nó có tăng không. Yeah. Đúng chưa? Sau đó bắt đầu mình đi phỏng vấn. Yeah. Phỏng vấn coi là bạn học bạn thấy gì sao, bạn thấy nó có hỗ trợ bạn được cái gì không, có giúp bạn cái gì không, kể ra đó. Bắt đầu mình đi khảo sát, tức là mình dựa trên tất cả những dữ liệu mình tìm được và cái tài liệu mình đã đọc đó, bắt đầu mình mới đi liệt kê ra những câu hỏi là tôi khi mà tôi nghe podcast thì nó sẽ giúp tôi cái gì đó, tức là mình sẽ bắt đầu viết những item này ra, hiểu không? Vậy thì mình dạ rồi, em cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Cuối cùng là nó ra được dữ liệu. Okay. Dạ dạ, thôi, em cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là
Dạ, đề tài của em là sử dụng phim tiếng Anh để improve cái listening skill của thầy trong lớp tiếng học tiếng Anh á. Rồi, rồi mình thiết kế sao thầy? Thiết kế cái phỏng vấn sao á? Giống như cái trong cái podcast giống của bạn Yến thầy. Thì nó tương tự em, tại vì em dùng cái phim là em tác động mà. Em tác động thì em có quyền làm experimental thôi, tức là trước khi nghiên cứu thì hỏi bạn này, bài test sau khi các bạn em phát hiện yêu cầu các bạn phải xem phim. Hả? Vậy thì em sẽ làm kiểm tra cái em là làm gì nghe hay là tư vấn? Dạ em làm gì nghe thầy, listening skill. Ừ. Vậy thì sau đó em phỏng vấn khảo sát nữa thì càng tốt, có gì đó. Tức là em được quyền chọn là chỉ dừng ở experimental. Thì experimental này đó, retest process gì đó. Còn đối với descriptive để thi. Rồi. Đây bạn hiểu rồi. Rồi cảm ơn thầy. Rồi. Dạ thầy ơi, đề tài của em. Rồi đây nào. Dạ, dạ, đề tài của em là những khó khăn khi học Listening Comprehension của sinh viên năm tư ngôn ngữ Anh tại Hòa An. Vậy thì ngoài cái bản questionnaire game em có thể làm theo hướng nào nữa không thầy? Phỏng vấn thôi, tại vì em đi khảo sát hiện trạng mà. Em đi khảo sát hiện trạng, tức là em đi tìm hiểu những khó khăn thôi. Vậy thì những khó khăn này dữ lắm là phỏng vấn khảo sát là ra rồi em. Nhưng mà em muốn tìm hiểu kỹ cái khó khăn đó là thì em nó xuất hiện sao? Khi nào á thầy? Thì em hỏi người ta, em hỏi người ta kỹ vô. Ví dụ như là các bạn là khó khăn xuất phát từ năm mấy, lúc nào, hỏi kỹ vô em. Tức là trong phỏng vấn á, nó sẽ có nhiều kỹ thuật lắm. Nó có phỏng vấn structure, unstructure, tức là phỏng vấn không có thiết kế. Phỏng vấn có thiết kế mà không có thiết kế phân nửa, tức là semi-structure. Vậy thì tùy vào cái thiết kế của mình tìm dữ liệu thôi. Hiểu chưa? Dạ dạ cảm ơn thầy. Rồi nhanh. Dạ thầy ơi, cái chủ đề nghiên cứu của em là khó khăn của việc học trực tuyến do COVID-19 ảnh hưởng đến sinh viên học tiếng Anh tại Hòa An á, thì em có thể sử dụng những phương pháp nào phù hợp vậy thầy? Theo em thì thế nào? Giờ nói lại thầy nghe đi, thầy không thèm nói nữa đâu. Theo em thì thế nào được? Descript still được không thầy? Okay. Công cụ là gì? Em chỉ nghĩ ra được cái đó nhưng mà em thấy có thể kết hợp được thêm một cái khác nữa. Làm sao để thu dữ liệu, công cụ là làm sao để thu dữ liệu, vậy đó. Em sử dụng một cái bảng questionnaire để hỏi các bạn là những khó khăn chung của các bạn gì đó thầy. Rồi, vậy đó. Rồi xây dựng cái công cụ đó làm sao thì bắt đầu mình coi những questionnaire của người khác. Dạ. Rồi mình đọc bài báo của mình, đọc những bài báo thì mới ra được. Dạ. Rồi em có thể phỏng vấn thêm nữa, đó, vậy đó. Dạ. Được chưa? Dạ em hiểu. Dạ em hiểu, em cảm ơn thầy. Ừ, gì nữa không? Dạ đây ạ. Nói. Đề tài của em là cái tác động của việc sử dụng phương pháp Shadowing trong việc cải thiện ngữ âm, cải thiện pronunciation này. Rồi, phương pháp của em là đầu tiên em sẽ gửi cho các bạn cái một cái đoạn transcript của một cái video để rồi, cho các bạn đọc. Theo em đó là phương pháp gì? Dạ, hay là descriptive? Không em, nếu mà em có gửi cho bạn, em có đưa cho bạn làm, thì nếu mà em có làm retest post test thì nó là experimental. Còn dạ, nếu mà em làm retest post test mà em có đưa như vậy thì nó là quasi experimental. Dạ. Hiểu chưa? Ừ. Tức là em có tác động mà, em có tác động vào người ta mà. Chừng nào mà em đi khảo sát là em đi nghiên cứu những cái gì chung chung không có tác động gì cả. Cái này là em đem cái đó vô em tác động. Hiểu chưa? Dạ. Thì nó sẽ thuộc về các cái loại nghiên cứu liên quan tới experimental. Thì nó em có thể dùng là retest process, em không dùng đó thì em dùng là quasi, bởi vì em đi em tác động vào xong em coi người ta có thay đổi gì hay không. Vậy dạ, thì là em khảo sát về quan điểm của người ta thôi thì nó là quasi experimental. Dạ. Dạ. Vậy thì mấy đứa phải đọc cái này đó, để là mấy đứa phải đọc từ học từng rồi. Thầy kêu mấy đứa đọc đọc sách về research method, thầy kêu chả thấy đứa nào có dấu hiệu đã đọc chứ. Dạ em cảm ơn thầy. Ừ, mấy đứa phải đọc. Đáng lẽ mấy đứa đọc, bữa nay mấy đứa nghe cái này thầy của thầy nói xong là mấy đứa ra được đề tài của mấy đứa là phương pháp gì, công cụ gì, tại sao tôi lại chọn phương pháp đó, công cụ đó, đối tượng là gì, là xác định hết luôn bữa nay rồi đó. Giống như thầy học cho mấy đứa không cho mấy đứa không học vậy đó. Rồi tiếp đi. Tiếp. Hết phen, hết nghỉ nha. Rồi, bye bye cả lớp. Bye thầy.
Rồi bye bye hen. Bye bye. Dạ chào thầy. Có gì xem video lại nha, thầy sẽ đăng lên đó đàng hoàng hết, mấy đứa cứ lên hoặc là xem trong cái annotated, cái nhóm annotated tiểu luận, hoặc là xem trong cái nghiên cứu khoa học. Thì bởi vì những cái này nó liên quan tới cái quá trình mình làm, nên là thầy sẽ đăng hết cả hai cái playlist đó đó. Mấy đứa tự lên mấy đứa đọc ha. Dĩ nhiên là mấy đứa mà không subscribe thì nó không có báo mấy đứa đâu ha. Còn subscribe được thì tốt, nhưng mà thầy cứ đăng video hoài vậy đó. Rồi, bye bye nha. Yeah. Bye bye thầy. Bye thầy. Hiểu bài mà phát không? Hiểu không? Bên này hiểu không? Hiểu hen. Bye bye thầy ơi. Hiểu thầy ơi. Nói. Đứa nào mới hỏi thầy ơi đó, hiểu ha. Rồi. Em cái gì thầy ơi? Nói đi gì? Dạ, chủ đề của em là những giải pháp của sinh viên ngôn ngữ Anh Quang trong cái năng đọc hiểu của thầy. Là em định làm cái test với cái questionnaire được không thầy? Test mấy cái? Dạ, nên làm chắc tầm một cái thôi được không thầy? Một cái thì nó sẽ không phải là experimental ha. Dạ. Em chỉ đánh giá được hiện trạng của mấy bạn là đang ở trình độ nào thôi. Vậy dạ, thì cái test của descriptive thì nó cũng là descriptive được, ok. Dạ. Rồi vậy hen. Rồi. Dạ. Rồi. Mấy đứa chịu khó về đọc tài liệu bây giờ là hiểu rồi đó ha. Rồi có gì không hiểu nữa thì hỏi thầy, quan trọng là bây giờ mấy đứa tập trung đề tài của mấy đứa ha. Rồi bye bye. Dạ thầy ơi. Nói. Của em là giải pháp vấn đề và giải pháp của người học tiếng Anh trong cải thiện cái ngữ âm nói tiếng Anh đó thầy. Là em làm cái phương pháp này vậy thầy. Ngữ âm nói là sao? Dạ, cái vấn đề và giải pháp của người học tiếng Anh trong cải thiện ngữ âm, về việc cải thiện ngữ âm trong nói tiếng Anh đó thầy. Cái này ngữ âm khi nói. Theo em thì mình làm gì được? Dạ, em làm questionnaire đúng rồi. Questionnaire, tức là em đang nói tới công cụ đúng không? Mấy đứa phân biệt cho thầy là công cụ, design, approach. Tới đây, tới bữa nay là học được cái này chưa? Dạ. Rồi, những giải pháp và vấn đề gặp phải khi mà cải thiện cái... Công cụ là questionnaire là được rồi đó. Nhưng mà em nếu mà sử dụng số lượng lớn, tức là em thu được dữ liệu lớn thì em mới dùng một công cụ. Còn nếu em thu được dữ liệu ít thì em dùng thêm công cụ nữa, hoặc là nhiều hơn tùy. Đó, vậy thì tùy em ha. Vậy theo em thì design của em là gì? Dạ, chắc là một công cụ nữa thầy. Cái đó là công cụ. Bây giờ là dạ. Cái công cụ nằm trong cái phương pháp gì? Dạ, phương cái experimental survey, yeah. Case study, yeah. Subject, ethnographic. Experimental. Chỗ nào thì chứng tỏ nó là experimental gì? Nãy giờ có dự không vậy? Có bạn nào biết là cái đề tài của bạn tính làm vậy, dùng cái questionnaire thì bạn mình sẽ dùng cái design gì không mấy đứa? Nói thầy nghe coi. Tức là dạy xong không hiểu gì hết rồi. Bạn nào nói giùm thầy ơi. Linh Thình hả thầy? Yến, nói thầy nghe Yến. Xuống hả? Bạn nào khác? Đề tài của bạn tên gì vậy thầy? Đọc lại cái Dương. Dạ, vấn đề và giải pháp của người học tiếng Anh trong cái cải thiện ngữ âm nói tiếng Anh. Làm descriptive đúng không thầy? Đúng rồi, làm descriptive thôi. Tại vì đâu có experimental được. Em đâu có công cụ tác động vào cái gì đâu. Em đâu có treatment để tác động vào. Em đâu có retest, post-test đâu. Em làm có questionnaire mà. Em chỉ đi tìm vào cái quan điểm của người ta thôi mà. Nãy giờ là hình như là không có nghe theo phải không? Chứ nghe mà tới mức không hiểu gì trời. Thầy nói tiếng Việt không mà Dương. Gán tập trung chút nha Dương, không phải xem bài lại nha Dương. Dạ, em cảm ơn thầy. Đề tài của em, nếu em đi chỉ muốn mô tả dữ liệu thì em sẽ chọn, em đã nói em chọn questionnaire. Vậy thì design của em chỉ có thể là cái gì, thì trong các cái design thì nó sẽ có những cái nào dùng được questionnaire thì em sẽ lựa ra. Yeah. Vậy thì tùy vào bối cảnh đối tượng mà em sẽ chọn nữa. Thí dụ như là ngoài descriptive em có thể làm case study, em có thể làm survey, em có thể làm single subject. Em đâu có làm experimental được. Đâu có tính chất gì của experimental đâu em. Yeah. Ừ, trời ơi. Còn gì nữa mấy đứa?
Rồi, nhiệm vụ tuần 3 là rõ hen. Rồi Bích, Ngọc Bích nói gì nói lẹ. Tao nói gì đâu thầy. Rồi gì hết nghỉ hen. Cái gì không hiểu thì hỏi trên giúp Zalo. Rồi thôi ạ, bye bye. Bye thầy. Dạ chào thầy.